Em kính chào ban giám khảo và quý thầy cô. Em tên là Bùi Ngọc Vân Uyên, hiện đang học lớp 21 trường Đại học Hòa Bình. Hôm nay em xin thuyết trình về sản phẩm thuộc lĩnh vực đồ chơi trẻ em. Đó là mô hình đồ chơi hình bóng nước rác để góp sức bảo vệ môi trường. Em nghĩ ra một đồ chơi vừa giúp em giải trí sau giờ học, vừa vui chơi cùng với mọi người xung quanh, và hơn hết lại tạo ra một loại đồ chơi tái chế và thân thiện với môi trường. Các vật liệu làm ra hình bóng rất rác đa số đều có sẵn nhưng vừa rất tiết kiệm trong gia đình, thân thiện với môi trường. Đó là một thùng giấy cắt tông, giấy báo, phim trăng, một ống bút nhỏ, đi nhựa, keo nến, keo sữa, băng keo, bút lông đen, bút chì, màu nước, quay dây chun, một cái kéo dao, 5 quả trứng gà, hộp đựng trứng, một lọ ấm giấy của bọc sản phẩm, 2 lọ ấm giấy của giấy vệ sinh, một ly nhựa. Các lắp ráp như sau: bước 1, chuẩn bị giấy cắt tông cứng. Bước 2, cắt lỗ tròn đường kính 3cm ở bìa nhỏ trước, vẽ trang trí mặt trong và mặt ngoài tô màu mặt trước, cắt hở miệng con cá heo để chỗ lấy bóng. Bước 3, cắt ống hút dài 6cm, dán theo hàng chừa đuôi ống hút 2cm thành hình bông hoa để giữ chắc vào bìa cắt tông. Cắt phim trong hàng miếng chữ nhật 3x6cm, dán ngẫu nhiên ở dưới ống hút. Bước 4, dán giấy báo và keo sữa lên vỏ trứng tô màu. Bước 5, cắt trang trí bìa cắt tông thành hình tròn có đường kính 15cm làm bàn lái. Bước 6, cắt hình chữ nhật dài 27cm, rộng 7cm làm cây gạt điều khiển. Trang trí thêm ống hút, gắn ly nhựa vào đầu cây gạt để hướng quả bóng bằng trứng. Bước 7, gắn cây gạt và bàn lá vào mặt trước. Bước 8, hoàn thành chơi tự. Em cùng bố mẹ đã làm đồ chơi này vào các buổi tối, em làm nó trong 10 buổi. Nguyên tắc hoạt động: các quả trứng được thả từ trên xuống. Nhiệm vụ của người chơi là nhanh chóng di chuyển qua là cần gà của chiếc hộp để làm sao bắt được càng nhiều trứng càng tốt. Mô hình của con có sự sáng tạo hơn các sản phẩm khác, đó là thiết kế khác biệt, các chi tiết được tận dụng tối ưu hiệu quả, có nhiều hình vẽ màu sắc nổi bật, không cần kỹ thuật cao, chỉ cần sắp xếp khoảng cách phù hợp, sắp xếp khoảng cách ấm hút và miếng nhựa để vật thể. Mô hình của con rất dễ làm, phù hợp cho mọi lứa tuổi và các em nhỏ từ 2 tuổi trở lên có thể chơi cùng được. Sản phẩm của con có thể dùng trang trí phòng và hơn hết an toàn với môi trường. Đây là đồ chơi rất độc đáo, an toàn và trí tuệ. Sản phẩm này rất hấp dẫn, có nhiều tiềm năng phát triển. Phần thuyết trình của em đến đây là hết. Em xin chân thành cảm ơn ban giám khảo và